Xin thân chào hết thảy các bạn yêu cờ. Trong video này, em xin giới thiệu với các bạn các trận đấu hay và hấp dẫn của giải vô địch cờ tướng quốc gia Việt Nam 2024 cờ nhanh vòng 1-2-3. Mời các bạn cùng xem cờ vui vẻ. Chứ 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 mất xe, Lê Phan Trọng Tính buông cờ nhận thua. Mời các bạn xem tiếp ván đấu thứ hai của Lại Lý Huynh với Nguyễn Anh Mẫn. Chứ
吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃将军吃吃吃吃
吃 将军 吃 吃 将军 吃 将军 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 Xã cục Nguyễn Anh Mẫn buông cờ nhận thua. Mời các bạn xem ván đấu tiếp theo. Mời các bạn xem các ván đấu tiếp theo của Vương Thiên Nhất.
吃吃吃将军吃吃吃吃吃吃
将军。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 
将军。Đen cứng cờ, tốt đỏ đi xuống nữa đen sẽ mất pháo và cũng sẽ thua. Đen buông cờ. Mời các bạn xem ván đấu tiếp theo của Vương Thiên Nhất.吃吃吃
吃。将军，吃。吃。吃。吃。
将军。将军。吃。吃。吃。将军。
将军。将军。将军。将军。吃。
将军。Sát cục, đen buông cờ, nhận thua. Trận cờ đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.